FPT Retail vừa tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2024. Đáng chú ý là FPT Retail công bố kế hoạch chào bán riêng lẻ 10% cổ phần chuỗi nhà thuốc Long Châu nhằm huy động vốn đầu tư cho các cơ sở dài hạn, mở rộng phòng khám và xây dựng kho mới. Trong kế hoạch năm 2024, FPT Retail có mục tiêu doanh thu 37.300 tỷ đồng, tăng 17%. Trong đó doanh thu chuỗi FPT Shop dự kiến đi ngang và doanh thu chuỗi FPT Long Châu dự kiến tăng khoảng 34%.